Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bài số 2. Thì hôm trước thì chúng ta đã đi vào bài số 1, đó là mở file menu file rồi. Và trong cái đấy thì thầy đã dạy cho các bạn một chút xíu về quản lý trên Photoshop. Ví dụ như layer là thế nào này, và mình quản lý đổ màu ra sao này, copy này, cho lên trên và xuống dưới này, đúng không ạ? Và đấy là những giá trị tiền thân đầu tiên để cho chúng ta học Photoshop chuyên nghiệp. Photoshop chuyên nghiệp là Photoshop gì? Chúng ta phải định vị này như này này. Học xong Photoshop nó làm được cái gì? Và cái đấy có giúp ích được cho chúng ta là trong cái công việc sắp tới không, đúng không ạ? Có những bạn này theo chuyên nghiệp, còn có những bạn là chỉ dùng Photoshop để phục vụ cho chính công việc của mình thôi, ví dụ công việc về kinh doanh nha. Thì lúc này chúng ta sẽ đi vào một cái bài toán, đó là chúng ta chuẩn bị những cái tư liệu như sau, giống như thầy nhá. Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn vào phần download, và trong đây thì nó sẽ có một cái là đồng hồ, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta có mỹ phẩm và chúng ta có nước hoa. Đấy, các bạn có thể làm những chủ đề như vậy, và tất nhiên khi tích vào thì ở đây nó sẽ có những cái nền tảng cho các bạn, ví dụ logo, đồng ý không ạ? Phần thứ hai, hình ảnh của người mẫu. Thứ ba, sản phẩm, các bạn nhìn này chưa? Và tiếp theo là những cái sản phẩm như này thì bạn có thể tùy ý. Đấy. Và tất nhiên là chúng ta có thể tích thêm một cái nữa này, chúng ta có thể tìm một vài cái background nó phù hợp với nam giới, và phù hợp với nam giới phù hợp với ngành nghề mà chúng ta mong muốn nha. Thì để muốn làm được điều này thì tôi sẽ làm một cái việc như sau. Nào, thiết kế hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái thiết kế về cái banner cho website. Và banner website thì thầy sẽ để một cái kích thước như sau, đó là 1200, nhìn đúng không ạ? Nó rất rõ ràng nhá, chúng ta làm đâu chúng ta làm được đến đấy. Với cái phương thức này, sau khi mà các bạn học xong, tôi khuyên các bạn nha, tôi khuyên các bạn hãy làm những cái dòng sản phẩm nó tương tự. Có nghĩa là mình luyện lại cái công cụ nhá, nó chắc hơn rồi, nhưng mà mình lại có một tư duy khác nữa, đó là gì? Liệu cái ảnh mình có chọn vào có phù hợp không? Sản phẩm mình đặt vào có ổn hay không? Đấy. Nào các bạn nhìn chưa? 1200, chúng ta chốt lại nha, nhìn này. Để thầy tính theo đơn vị là pixel, bởi vì cái này được up trên web. Hiểu cái này không ạ? Chúng ta 1200, chiều thứ hai là chúng ta chọn vào 603. Độ phân giải thì thầy để là 150. Đúng không? Rất rõ ràng rồi. Và cái kênh màu mà thầy muốn hướng dẫn cho các bạn đó là kênh màu RGB, bởi vì đây là phục vụ cho việc online chứ không phải phục vụ cho việc in ấn. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn cho tôi đó là 8 bit chứ không phải là 16 bit và 32 bit nha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chọn một cái background nó liên quan cái này. Nhìn thấy không ạ? Đó, và tất nhiên sau khi làm xong thì chúng ta chỉ việc ấn đế tạo thôi. Được chưa? Rồi, cái công việc đầu tiên của chúng ta hôm nay làm việc đó là cái gì? Chúng ta làm quen một cái bài toán, một cái công cụ rất là đơn giản, đó là công cụ về vùng chọn nhá. Các bạn nhìn thấy vùng chọn chưa? Lúc này thầy có hai sự lựa chọn cho các bạn: tích và giữ chuột. Nhìn này, tích nhá và giữ chuột. Thấy không? Tích và giữ chuột là gì? Là tích giữ nguyên một lúc thì nó xuất hiện cái này. Đấy, thế thôi, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta có hình vuông và hình tròn. Lúc này nếu mà chúng ta làm cho nam giới thì chúng ta chọn hình vuông, nếu làm cho các chị em thì chúng ta sẽ chọn hình tròn. Đấy, đơn giản vậy thôi, bởi vì mỗi một thuộc tính hình nó sẽ đại diện cho một lĩnh vực ngành nghề, cũng tương tự như vậy đại diện cho cả thậm chí là gì, nam và nữ nữa nha. Các bạn có thấy là hình vuông nó sẽ chắc hơn hình tròn không ạ? Nha. Tiếp theo này, ví dụ khi chọn vào hình vùng chọn thì thầy vẽ rất là đơn giản, là không có giữ cái gì cả thì vẽ ra thì nó sẽ được nhảy luôn, là theo chữ nhật này, vẽ như này là chữ nhật nằm dọc này, ngang dọc, được chưa? Và tất nhiên để muốn trở thành hình vuông thì chúng ta phải làm một cái thao tác rất là quan trọng, đó là giữ phím shift. Giữ phím shift khi vẽ, các bạn nhìn là giữ phím shift khi vẽ chưa? Giữ shift khi vẽ thì nó trở thành cái gì? Hình vuông, xong chưa? Và theo thông lệ bình thường khi mà muốn tạo ra một bản thiết kế thì việc đầu tiên của chúng ta là gì? Các bạn nhìn nhá, nguyên tắc này, nguyên tắc trong thiết kế này, cứ có một vùng chọn thì sẽ có một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Có một layer mới, thầy sẽ đổ một cái màu mới lên trên nó, được không ạ? Ok, lúc này thầy sẽ đổ một cái màu như sau. Tôi sẽ chọn thiên về tông màu nâu hơn, và tôi sẽ chọn cái màu nó hơi be sáng như này, được không? Nhìn thấy chưa? Tại sao thầy chọn một cái màu như thế này mà không phải là màu khác?
Lý do rất là đơn giản, lúc này tôi đang làm tông màu này, các bạn hiểu cái này chưa? Nó luôn luôn phải có ý đồ, chọn từ tông màu đến cái việc mà hình, đến phần chữ, đến logo, chúng ta đều làm theo cách này hết, hiểu cách đấy chưa? Rồi nhá. Rồi vậy thì sau khi làm xong thì bây giờ thấy nó ok, thì việc thứ hai của chúng ta nhớ lại đổ màu bằng cách nào. Chúng ta dùng lệnh phím Alt và ấn nút đen Ctrl là đổ màu phía trên, nhìn thấy không ạ? Và sau khi đổ màu phía trên xong thì các bạn có đồng ý với tôi đó là gì, cái layer một của chúng ta là miếng màu mà, có đúng không? Và miếng thứ hai background dưới là miếng trắng mà, đúng không? Và sau khi đổ màu xong thì chúng ta đã hoàn thành được một công việc của chúng ta rồi, nhỏ thôi, nhưng chúng ta dùng lệnh Ctrl D. Biết Ctrl D là gì không? Là dứt và thoát cái lệnh vùng chọn của chúng ta đi nha. Ctrl D là dứt và thoát lệnh đó, rất đơn giản vậy thôi. Tiếp theo, lúc này chúng ta có một cái giải pháp tiếp theo, đó là gì? Chúng ta ấn vào biểu tượng Ctrl T, nhớ nhá, khi mà chúng ta muốn tác động vào đâu thì chúng ta phải chọn đúng layer của cái layer đó, được không ạ? Nào, Ctrl T, nhìn thấy Ctrl T chưa? Và nhớ một điều rằng cái Ctrl T lúc này thầy đang dùng layer 1, thì thầy có thể đặt một cái tên cho các bạn xem, Enter này, rất lạnh. Ctrl T là tạo ra các điểm nút để chúng ta phóng to thu nhỏ đối tượng, và ấn Enter là rất lạnh đối tượng, được không ạ? Hiểu lệnh Ctrl T chưa đã? Rồi bắt đầu chúng ta làm này, nhìn này, chúng ta có thể đặt tên là khung, được không ạ? Khung màu được không ạ? Đấy nhá. Rồi nào, tiếp theo chúng ta ấn vào Ctrl T, và trong quy trình khi xoay thì tôi rút ra kinh nghiệm như này cho những cái bạn mới học làm thiết kế, đó là gì? Khi xoay ra góc biểu tượng này, nhìn thấy không ạ? Thì xoay thì chúng ta nên giữ Shift trên bàn phím, có nhìn thấy Shift trên bàn phím không ạ? Thì nó sẽ xoay theo mặc định của máy, thì nó luôn luôn là gì? 45 độ, 45 độ, rất là chính xác. Hiểu cái này chưa? Lúc này sau khi xoay xong thì đừng enter vội, bởi vì là lúc này chúng ta xác định rằng là cái này sau này ảnh sẽ chui vào, ảnh sẽ cho vào đây, thì ảnh cho vào đây thì chắc chắn là phải làm sao để cho cái khởi động diện tích ảnh nó lớn hơn, đúng không các bạn? Thì các bạn nhìn là một là bạn dịch qua trái cho tôi, nhìn lên dịch qua trái chưa, nhìn dịch qua trái nhá, thì các bạn có thấy là cái phần này nó làm sao hả? Nó bé không? Bây giờ muốn to hơn này, các bạn nhìn này, chúng ta dịch qua phải, dịch qua phải thì cái phần này nó lớn hơn, nhưng nó bị làm sao hả? Nó bị thiếu cái độ này, đúng không em? Thì chúng ta có một cái giải pháp như sau, là cầm cái điểm nút này này, cầm này kéo ra đây thì có được không các bạn? Thấy chưa? Kéo đây thì có phải chỗ này nó rộng hơn không ạ? Được chưa? Rộng hơn. Rồi tiếp theo. Và trong quy trình mà khi rộng hơn như này thì xong rồi bạn ưng ý rồi thì bạn ấn Enter giúp thầy. Đó là Enter là thoát và dứt lệnh, cái lệnh vừa rồi mình làm. Thế là chúng ta đã xong được một phần. Được chưa? Rồi. Cấp độ thứ hai của chúng ta là gì? Tìm một cái background, và cái background thầy đã tìm cho các bạn đó là gì? Cái màu đen, nhìn thấy màu đen này chưa? Cái này là chất liệu da nhá. Và lúc này tôi làm một cái thao tác như sau, đó là gì? Tôi sẽ cầm đối tượng, lấy cái đường link nó một tí là Ctrl C, sau đó sang Photoshop để chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta mở cái file nó lên. Em chuẩn về vào đây nhá. Có nhìn cái tất cả tư liệu của chúng ta có đây không ạ? Và tôi chọn vào nó. Các bạn có sẽ thấy rằng là đây là một cái chất liệu da của tôi, và tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy nhá, nhìn này các bạn, để ý lên thầy cho thầy đoạn này một tí này. Chúng ta sẽ có hai tab, tab số 1 là bản thiết kế, tab số 2 là cái background, được chưa? Và tôi muốn đưa cái background này sang file thiết kế, thì bước 1 là bạn sẽ phải chọn cái file thiết kế, à file file background đã, nhìn chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl A. Thứ hai là Ctrl C. Thứ ba là gì? Phải sang bên này paste thôi, là Ctrl V đúng không? Cái đi nhá. Nhớ một điều rằng trong bản thiết kế chúng ta có background, thứ hai chúng ta có khung của ảnh, thứ ba là chúng ta có logo, và cuối cùng là nội dung là hết, là cuối cùng chúng ta thiết kế được banner rồi. Nó chỉ có từng cái thứ thôi. Nhìn nhá, thầy làm lại này. Để muốn cho một hình ảnh từ bên file này sang file khác thì bước số 1 là bạn phải chọn đúng cái ảnh đấy rồi. Đúng ảnh chưa? Thằng ấy có một layer thôi nên là không trượt được. Hiểu cái này không ạ? Có một layer chưa? Thì bước số 1 là Ctrl A. Bước 2 là Ctrl C. Tôi nói rất kỹ này để mong rằng là những cái bước đi của chúng ta là đi đến đâu làm được đến đấy, được chưa? Và cuối cùng sang bên này là Ctrl V đúng không? Thì các bạn để ý này, đây là kinh nghiệm này. Trong quy trình khi mà paste
một cái tấm ảnh vào trong một cái file thiết kế. Bạn muốn nó nằm ở trên đâu thì bạn phải chọn vào layer đó. Vậy thì trong trường hợp này, nếu tôi quét một phát vào đây thì ngay lập tức nó sẽ trên cái lớp màu khung màu ngay. Các bạn hiểu tôi đang chọn layer này chưa? Nhưng nếu mà tôi chọn background thì lúc này Ctrl V thì có phải nó nằm trên gì? Trên background không? Chứ lại không phải lên trên đằng trên cùng. Hiểu cái này của thầy không ạ? Nên để tránh trường hợp mà chúng ta bị quá mất thời gian trong cái câu chuyện là cho lên trên và xuống dưới những đối tượng khác nhau, thì chúng ta phải chọn đối tượng trước khi paste đối tượng ảnh vào. Nhìn này chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà đưa ảnh vào thì cái này xảy ra một vấn đề như sau, đó là tấm ảnh này của các bạn nó đang bị nằm dọc hay nằm ngang. Nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy nó bị dọc không? Thì bây giờ chúng ta phải xoay ngang ra bằng lệnh gì? Ctrl T và chúng ta sẽ xoay góc ra như này và giữ Shift thì như này, có phải vuông vuông góc không? Đó, và chúng ta đặt vào như này được không ạ? Và thầy hay có một cái cách thức khi đặt background, đó là sáng thì ở trên và tối thì ở dưới. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Thì ngay tức nếu bạn thấy ưng ý thì bạn ấn Enter là rất lại. Và lưu ý một lần nữa là chiều cao của background sẽ bằng chiều cao của thiết kế của chúng ta. Nhìn này, chiều cao từ đây cho đến đây sẽ bằng chiều cao của tấm ảnh. Tránh trường hợp có nhiều bạn vui tính kéo nhảy là vứt đi. Nhìn thấy không? Có bằng chiều cao đó, Ctrl Z lại, được chưa? Rồi, sau khi làm xong, bây giờ ấn Enter thêm một độ nữa. Chúng ta đã có background, chúng ta đã có khung. Nhưng cái background này nó dẫn đến trường hợp như sau, đó là thầy ơi, nhưng cái background này nó không phải là màu nâu, mà trong khi đó chúng ta đang dùng thiết kế của thiên về tông màu. Nhìn thấy tông màu nâu chưa? Hiểu cái này của thầy không ạ? Ok, để thiết kế cùng tông nhập môn với giá trị về màu sắc trong thiết kế của chúng ta thì chúng ta làm như sau. Nhìn này, cách để biến một tấm ảnh, một đối tượng trở thành cái màu mà mình mong muốn, thì thứ nhất ở trên nó, trên layer của nó phải là màu mình mong muốn, được chưa? Bước 1, tôi tạo ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Màu này là màu gì? Màu thay background, hay được gọi là gì? Màu phủ, phủ lên trên đấy nhá, thấy chưa? Rồi nhá. Bước số 2, cái này mới chỉ là layer mới thôi mà không có màu, thì bây giờ chúng ta mới chọn màu được không ạ? Được chưa? Các bạn có thấy là tôi đang chọn màu nâu không nhá? Tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn có thấy màu nâu không ạ? Lúc này chúng ta có hai giải pháp, và giải pháp đầu tiên mà chắc chắn có rất nhiều người không bao giờ học vẫn làm được điều này, đó là gì? Chúng ta giảm cái opacity xuống. Các bạn có nhìn thấy opacity không ạ? Nhìn thấy opacity chưa? Và thường thường nó sẽ dùng theo kiểu như này, nhưng đối với một người chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng hình thức như sau, đó là gì? Chọn chính vào layer đó và dùng hòa trộn. Hòa trộn nghĩa sao ạ? Bước 1 chọn layer. Bước 2 chọn vào color. Nhìn thấy color chưa? Color là giá trị thay thế màu sắc cho đối tượng dưới nhưng vẫn giữ được chi tiết và ánh sáng khối của đối tượng dưới. Hiểu cái tính năng này chưa? Có nghĩa là sau này bạn muốn có một tấm ảnh phủ lên màu như thế nào thì nó sẽ được như vậy luôn, ra cái màu bạn mong muốn, từ xanh, đỏ, tím, vàng. Các bạn nhìn nhá, tôi thử cho màu cho các bạn là khác nhá. Nào, tôi sẽ trở về normal, tôi không đổ cái màu này như này nữa mà tôi sẽ đổ một cái màu xanh cổ vịt. Các bạn có nhìn thấy màu xanh lá cây này của tôi không ạ? Tôi đổ thử cho bạn nhá bằng lệnh là Andenete. Và các bạn có thấy Andenete chưa? Và cái màu này tôi dùng hòa trộn là color. Các bạn có thấy là background dưới tôi vẫn là thành màu xanh lá cây không ạ? Được chưa? Hiểu cái lệnh này chưa? Có nghĩa là sau này, vậy thì cái liệu sau này mình có thể nhuộm tóc được không? Sau này mình có thể nhuộm mắt được không? Sau này mình có thể làm môi được không? Sau này mình có thể thay quần áo được không? Các bạn hiểu cái này chưa? Và sau này những cái background mà không phải màu mong muốn thì bạn có thể làm thành màu mong muốn không ạ? Những cái điểm cao nhất ở chỗ này đó là gì? Chúng ta hãy tạo ra một cái màu nó phù hợp với cái tông thiết kế của chúng ta. Nên thầy sẽ quay lại cái giá trị đó là gì? Tôi chọn vào màu nâu. Có nhìn thấy màu nâu chưa? Tôi đổ màu nhá bằng lệnh là Andenete thì có phải là màu nâu như này không ạ? Ok, đã chốt được cái này. Hiểu cái này chưa đã? Vậy ở đây tôi có ba lớp, lớp đầu tiên là background là màu trắng, lớp thứ hai là màu đen là của da, và lớp thứ ba là màu phủ nên để thay màu, và lớp thứ tư là khung để cho ảnh vào. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, rồi nhá, tiếp theo này. Với cái khung như thế này, nếu tôi ấn giá trị như sau,
Nhìn nhá, các bạn để ý này. Nào, các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn vào chính cái khung này để làm gì? Tôi cho một cái ảnh vào được không các bạn? Và cái ảnh vào thì bằng cách nào? Thì tôi sẽ ấn vào Ctrl On đã. Ctrl On là mở ảnh mà. Và các bạn có thấy rằng là nếu chọn về thiết kế, đây là một trong tư duy sau này các bạn làm những cái biểu tượng như là ảnh thăm của YouTube cũng thế nhá. Nào, các bạn hãy chọn vào đây cho tôi. Người nhìn thấy chưa? Nó quay mặt ra. Quay mặt ra có nghĩa là nó sẽ tương tác với mình. Nhưng mà nó quay mặt vào, nó không có tương tác với mình. Nên thường thường khi mà chọn quay ra nó rất là dễ tương tác. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo phóng to này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái logo của chúng ta. Nhìn logo chưa? Chúng ta muốn rằng cái người mẫu này trên một cái nền trơn hoàn toàn. Và đây là phương pháp dùng hiệu quả nhất cho những cái thể loại nền trơn. Đơn giản thì dùng phương pháp này nhá. Ví dụ đây là phương pháp xóa logo trên nền trơn và đơn giản. Hiểu đoạn đấy chưa? Ok, chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua cái vị trí của cái logo. Nhìn thấy quét qua vị trí logo chưa? Với điều kiện cái vùng chọn nó phải to logo. Các bạn có thấy to logo chưa? Thứ hai là các bạn sẽ làm mất bằng cách lệnh như nào? Chúng ta sẽ có cách như sau, đó là chúng ta chọn vào Edit. Chúng ta chọn vào biểu tượng là Shift F5. Shift F5 là câu chuyện xóa hình, dập hình một đối tượng trên một nền đơn giản. Nhá, tôi đang nói là nền đơn giản nhá. Sau này, này bảo là thế ơi, vậy trên phức tạp này có làm được không? Thì nói thật cho bạn biết là không phải nhá. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Tôi dạy, tôi nói rất là kỹ cái việc này là trên nền đơn giản thì trên nền đơn giản. Chứ lại bảo là học chiêu này mà đi xóa cái gì cũng xóa được thì đỉnh nói. Photoshop chúng ta chỉ có một công cụ thôi. Được chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào Shift F5 thì ở đây nó sẽ có một lệnh như sau. Các bạn có nhìn lên lệnh này của tôi không ạ? Phần thứ hai, sau khi đã có lệnh này xong, bạn chỉ ấn Hô OK là ngay lập tức hình logo sẽ biến mất. Và khi biến mất nhảy nó sẽ dẫn đến trường hợp cho các bạn một cái điều rất hay, đó là gì? Chúng ta xem sao hả? Không có nền, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Và lúc này các bạn đã có được cái ảnh của logo của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ có được cái biểu tượng hình rồi. Bây giờ thì việc của chúng ta đây ạ. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ thì việc thứ hai của chúng ta là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết. Có phải Ctrl A là chọn hết cái nhân vật không? Nào, cách làm cho một tấm ảnh vào một cái khung. Một cái khung của chúng ta là cái gì? Có phải là cái này không các bạn? Đúng chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm một cái nào nhá. Bước số 1 là chúng ta sẽ chọn là Ctrl A là chọn hết cái nhân vật người. Ctrl C là copy cái nhân vật người đó. Được chưa? Bước 3 là khi mà muốn đưa sang đâu thì phải nhớ là phải chọn đúng cái khung ở đó. Nhìn thấy khung này chưa? Thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V. Với Ctrl V như này thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng chúng ta xem sao hả? Nó to không? To thì bây giờ làm cái nào? Thì chắc chắn là phải nhỏ lại rồi đúng không ạ? Mà nhỏ lại thì chỉ có một lệnh, đó là lệnh Ctrl T thôi. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và ra đầu điểm chốt của chúng ta và kéo nhỏ lại. Thì trong Photoshop từ phiên bản từ 2020 đổ đi thì cái tính năng kéo của nó luôn luôn là đồng dạng, không cần phải giữ cái gì cả, tự khắc nó đồng dạng. Chỉ có nhiều người là khi kéo này giữ shift thì nó sẽ bị méo. Nhìn thấy méo chưa? Méo hình chưa? Hiểu cái này méo chưa? Nha, ok, Ctrl Z lại tôi kéo thôi. Và tất nhiên trong quá trình khi làm thì các bạn nên từ tốn cho tôi một tí, đó là gì? Khi chọn về thiết kế. Nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi không ạ? Nếu tôi đặt vào trong trường hợp này như này thì có phải là ít nhất cái ảnh mà muốn cho vào khung hay cho vào khung của thiết kế thì đây là giá trị bố cục đầu tiên của những người mới làm, đó là gì? Luôn luôn cái chiều cao của ảnh phải bằng chiều cao của thiết kế của chúng ta. Hiểu bằng chiều cao chưa? Chốt chưa? Rồi ấn Enter nhá. Nào ấn Enter này. Các bạn có đồng ý với tôi là nếu bây giờ tôi cho ảnh chui vào khung thì cái chỗ này nó có bị thiếu màu không em? Nhìn chỗ này chưa? Thử nhá. Và cái lệnh mà để cho một tấm ảnh chui vào khung thì người ta dùng lệnh đó là Ctrl Alt G. Ấn vào Ctrl Alt G được chưa? Tí tôi sẽ gửi từng cái một cho các bạn. Và tất nhiên chúng ta hãy phân vùng rằng là giai đoạn 1 chúng ta sẽ làm cho nam, sau đó thì chúng ta sẽ làm cho nữ sau, được chưa?
Đấy, có nghĩa chúng ta cứ tuần tự như vậy, làm sau này sẽ rất chắc chắn. Nhìn này, các bạn nhìn nhá, để muốn cho tấm ảnh vào trong một cái khung ở dưới khung màu này thì việc đầu tiên ảnh phải trên khung. Điều kiện đúng chưa? Rồi, xem kỹ lại, bởi vì cái bài mà thầy dạy về layer quản lý ấy, nó cực kỳ quan trọng các bạn. Được, có thấy nó giống bài chưa? Nó giống như những cái thứ quản lý của cái nào là layer chưa? Cái nào là trên, cái nào là dưới chưa? Rồi, thì bây giờ chắc chắn này, nhìn này. Thứ nhất phải chọn đúng cái ảnh. Ảnh phải trên rồi. Thứ hai, chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G là tổ hợp phím của chúng ta. Thì các bạn thấy nó chui vào chưa? Rồi. Chui vào chưa? Nhìn chưa? Ctrl G. Và cách thứ hai nữa là bạn giữ phím Alt thì bạn có nhìn thấy cái biểu tượng là di qua giữa layer trên và layer dưới, nó có một cái biểu tượng móc chưa? Có nghĩa là muốn thằng trên chui thằng dưới không? Có, ấn OK vào đây, tự khắc chui. Hiểu cái này chưa? OK, tiếp theo này. Tôi hỏi các bạn nhá, bây giờ các bạn có thấy cái background này của chúng ta, cái thằng người nó bị thiếu một tí không? Các bạn có thấy thiếu một tí không ạ? Vậy nếu mà tôi đẩy cái thằng người này núi sang đây, chuột phải chọn vào đúng thằng người và đẩy sang đây, thì có phải lúc này là gì? Cái mép của cái tóc này không bị chạm vào cái phần khung. Thì đấy là giá trị. Nếu để như này nó đôi lúc nó hơi bị phạm luật. Có nghĩa là cho đối tượng bị chạm mép khung thiết kế là bị phạm luật nhá. Nên thường thường tôi sẽ đẩy nuôi vào đây được không ạ? Một tí như này được không ạ? Hiểu cái này của tôi chưa? Và tự nhiên chỗ này bị thiếu không em? Thì người ta sẽ có một cái phương thức, có hai phương thức làm cho bạn. Nếu cái nền này là nền bệt mà nó là dạng một màu thì rất đơn giản là chỉ cần thay mỗi cái màu khung này là ra. Được không ạ? Thử nhá. Để muốn đổ được cái khung này một cách chính xác là chỉ đổ vào khung thôi, thì việc đầu tiên là chúng ta khóa nền. Khóa nền, tích vào đây, có nghĩa là chỉ đổ vào cái hình của cái khung thôi, còn ngoài ra thì nó sẽ không đổ ra bên ngoài. Nha, vậy thì tôi sẽ làm trường hợp sai trước cho các bạn là không có khóa lại, được chưa? Thì đổ có phải nó ra vào cả cái background không? Nha, OK, tôi chọn vào đây. Nhưng trước khi đổ thì tôi phải chọn phím Y ngắn, tôi chọn đúng cái màu của cái thằng background bên trong, nhìn thấy background bên trong chưa? Rồi bây giờ tôi đổ nhá, đổ đúng khung màu bằng lệnh là Alt đen. Thì các bạn có thấy nó bị full không? Nó bị full hết không? Rồi OK, Ctrl Z lại. Bây giờ tôi sẽ dùng phương pháp là khóa nền cho các bạn nhìn thấy không? Nhìn khóa nền chưa? Thì lúc này tôi đổ màu thì làm sao hả? À, nó cũng tương tự, nhưng chỗ này lại không phải. Các bạn hiểu chưa? Nên cái background của một số người mẫu chụp trong studio luôn luôn có dải chuyển sắc. Có nhìn thấy trên đậm và dưới nhạt không? OK, vậy tôi can chân dép lại được chưa? Vậy phương pháp này chúng ta không thể dùng trong trường hợp này được. Nhưng vừa rồi thầy nói với em là nếu cái màu background là một màu thì dễ quá, đổ màu như tôi nó ăn ngay. Nhưng trong trường hợp đấy nó lại giải chuyển sắc. Và thầy cũng thông báo cho các bạn biết nhá, chúng ta có thông minh bằng mấy chúng ta vẫn phải làm. Bởi vì tôi đã từng dạy giám đốc rồi, giám đốc thông minh cực khủng khiếp luôn, dạy vẫn làm được ngay. Nhưng mỗi tội là không phải ngày nào người ta cũng gọi là ngồi làm cái này, nên chắc chắn người ta quên được cái chắc. Các bạn có đồng ý tôi không? Người ta còn phải đi làm mà, còn phải đi kiếm tiền mà, phải đi tiếp khách mà, làm sao nhớ được. Và nguyên tắc của thầy là thầy dạy cho các bạn là gì? Bài hôm trước liên quan bài hôm sau. Và nó có tính năng thừa hưởng nhá. Nếu mà chúng ta có bị sai phạm hoặc là chúng ta không làm được thì hãy quay lại học lại từ đầu, được không ạ? Học chắc những bài đầu cho tôi, được không ạ? Rồi tiếp theo này, các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi chuột phải tôi chọn vào đây là hình của thằng người không ạ? Tôi cho lên trên được một tí không ạ? Khi cho chui vào bằng lệnh Ctrl Alt G thì bây giờ chúng ta chọn vào Ctrl Alt G lần thứ hai thì nó lại chui ra được không ạ? Các bạn hiểu cái chui vào và chui ra chưa? Rồi, tôi làm từng cái mà cho các bạn xem này. Nhìn này, dùng công cụ M, tôi có thể quét qua một tí ở chỗ này được không ạ? Cái chỗ này là chỗ màu rất là giống nhau được như này được không ạ? Nhìn nhá, đây là chiêu thức thôi, đây là mẹo thôi. Được chưa? Và bây giờ tôi hỏi bạn nha, nếu bây giờ tôi ấn vào Ctrl T sao? Thì có phải nó chỉ chọn một tí màu cái nền ảnh nha không ạ? Nhìn đây, tôi đang chọn ảnh đây, thì có phải cái nền ảnh nó chính đây, nó sẽ có một tí chỗ này này. Các bạn có nhìn thấy tôi chọn đúng chỗ này một tí không? Được chưa? Rồi OK, Ctrl T nhá, Ctrl T. Thì các bạn có thấy đầu điểm chốt như này không ạ? Để muốn kéo theo một chiều nào đó thì tuyệt đối không bao giờ được quyền kéo tự do như này. Kéo tự do này sai nhá. Hiểu này chưa? Mà trong trường hợp đối với phiên bản đời cao từ 20 đến 21 đến 22 và 23 thì khi kéo một chiều thì phải giữ shift trên bàn phím và kéo ra như này này. Có thấy không ạ? Thấy màu nền chưa? Đều chưa? Enter, Ctrl gì? Enter là gì?
là rất lệnh. Cam trôn đê là rất lệnh vùng tròn. Các bạn có thấy màu chỗ đấy ổn chưa? Hiểu cách tôi đang làm chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi cho thằng người này chui vào cái khung thì có phải dùng lệnh là can chôn an g như này thì làm sao bị vết gì nữa? Hiểu hiểu cái tôi phải đẩy đẩy ra ngoài làm cho bạn xem chưa? Đấy, nó có lý do chứ, nó có lý do tại sao. Ui thầy Khánh, tại sao thấy làm được đoạn đấy nhau vậy? Không, đây tôi bày bày ra ngoài cho các bạn xem. Và lúc này tiếp theo này, nhìn này, cái người đã được ok, cái khung đã được ok, nhìn thấy chưa? Có nghĩa là đây là trường hợp để chúng ta quảng cáo. Tiếp theo này, tôi lại lập ra một layer mới tiếp theo, bởi vì trong thiết kế luôn luôn phải có tổng quan. Tổng quan là người mẫu cầm cái đó. Và cái này người ta bán cho phân khúc là dành cho trẻ tuổi. Có bạn có nhìn trẻ tuổi không ạ? Và thứ hai là gì? Phải đẹp trai, đúng không ạ? Tất nhiên bạn này đẹp trai rồi. Đấy, thì khi người ta lướt trên Facebook, lướt trên web, người ta quảng cáo thì người ta mới dừng lại được. Bởi vì sao? Ôi đẹp trai, được chưa? Chứ lại cho xấu trai thì còn lâu tôi mới dừng lại được, đúng không ạ? Các bạn biết rồi đấy. Rồi tiếp theo này, tôi lại vẽ ra một cái vùng chọn mới cho các bạn. Vùng chọn này giữ shift để nó trở thành hình gì? Hình vuông, được chưa? Và tiếp theo tôi cũng đổ một cái màu như thế cho các bạn bằng lệnh như sau. Có một layer mới nhỉ? Cứ có một vùng chọn mới sẽ có một layer mới, kiểm tra chưa? Rồi, có layer mới rồi sẽ đổ một đối tượng mới nằm trên nó. Đó là gì? Chúng ta chọn vào phím An, ấn đen tè. Các bạn có nhìn thấy trên chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ dùng lệnh là Ctrl D nhá. Lúc này tôi lại dùng phương pháp xoay bằng cách như sau. Tôi ấn vào Ctrl T và lại giữ Shift trên bàn phím và xoay đúng theo trật tự của tôi mong muốn. Và lúc này cái tổng quan thì là to nhưng trích đoạn thì phải là nhỏ thôi. Và nhỏ tầm nào thì phải đặt vào đây. Ví dụ tôi đặt như này được không ạ? Đặt như này có nghĩa là không ảnh hưởng đến mặt. Đặt như này không ảnh hưởng đến sản phẩm thì là ok. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, xong hiểu cái này chưa? Nha, bây giờ thầy thấy là ở đây nó sẽ có một cái bố cục này. Cái khung ảnh này to, còn khung ảnh này nhỏ, được chưa? Nó phải có to nhỏ, nhưng đừng có nhỏ quá như này nha. Có nhiều bạn là nhỏ quá như này vứt đi. Hiểu cái này của tôi không ạ? Rồi tôi ấn lại cho bạn xem. Sau khi làm xong được đến đoạn này, chúng ta ấn vào lệnh là Enter, là rất lệnh mình vừa làm. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã tạo ra bố cục giống như bằng hình vuông không ạ? Và lúc này chúng ta có một cái giải pháp như sau, là chúng ta ấn vào Opacity trên bàn phím thì người ta có một cái lệnh làm nhanh nhất, đó là ấn số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 tương ứng với 10, 2 tương ứng với 20, 3 tương ứng với 30, có nhanh không em? Thử nhá, nhìn này, nhìn thấy Opacity chưa? Bạn cầm đây bạn đánh thông số được không ạ? 10 nhé, nhìn này, 10 như này này. Thấy mờ chưa? Mờ tịt. Thứ hai mình gõ vào đây, tôi đánh 20. Rõ chưa? Và tất nhiên tôi sẽ đánh 30 được không ạ? Hiểu cái này chưa? Và như cứ như này thì gõ lâu lắm. Nên là thầy hay dùng một cái phương pháp như sau, là ấn này. Số 5 sẽ là 50%, ấn số 6 sẽ là 60%, ấn số 7 là 70%, ấn số 8 là 80%, ấn số 9 là 90%. Và số chính là trên bàn phím của các bạn. Hiểu số trên bàn phím nhá. Hiểu cái này chưa? Và lúc này tôi ấn vào số 5 thì là 50%. Có nhìn 50% không? Rồi, tiếp theo này, từ một đối tượng này người ta có thể nhân đôi đối tượng lên bằng cách nào? Người ta có lệnh như sau, đó là Ctrl Z. Ctrl Z chính là nhân bảng đối tượng, hay giống như copy đối tượng đấy em. Hiểu cái nhân bảng đối tượng chưa? Để muốn copy một đối tượng chúng ta ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z nhá, nhớ nhá. Nhìn này, giữ phím An này, Z này, Ctrl Z này. Ctrl Z như này thì có phải nó sẽ lên là số 3 này có ra 3 copy không? Các bạn tôi kéo ra cho bạn hai miếng. Hiểu cái này chưa? Hiểu cái này của tôi chưa? Rồi. Và cái này thầy sẽ để cho nó là 100% cho nó đúng màu. Các bạn có thấy hai cái này nó bằng nhau không các bạn? Các bạn có nhìn thấy bằng nhau chưa? Và theo một phương thức nào đó tôi muốn rằng cái khung của chúng ta nó có thể là như thế này được không em? Để tí nữa tôi cho sản phẩm chui vào được không ạ? Nhìn này, ở đây nó sẽ có một layer 3 là layer mở hơn. Đấy, layer 3 này. Và muốn chọn được nó thì có phải chuột phải này. Nhìn này, chuột phải này. Chọn vào nó, chính là nó. Chuột phải, chọn vào nó, chính là nó. Còn nhớ cái cách chọn layer chưa? Bạn nào mà chưa biết đoạn này thì lại về học lại bài 1 của thầy. Đấy, bạn thấy chưa? Đơn giản nhưng mà đừng đùa nhá. Sau này chúng ta làm thiết kế thật đấy. Nào, các bạn có nhìn thấy là khi làm như này, tôi sẽ có một cái giải pháp như sau, là riêng cái thằng phía trên này nhá, các bạn nhìn này, thằng phía trên này
Tôi sẽ đặt cho nó là 80%. Các bạn ấy 80% nó cũng bị mờ. Thằng 50% nó mờ hơn không ạ? Vậy thì vô tình cái sự mờ hơn này nó tạo ra sắc độ. Hiểu cái sắc độ chưa? Nó có đậm, nó có trung gian và nó có sáng. Vậy thì tôi sẽ chuột phải cho thằng này, tôi ấn là 50. Và cái này tôi sẽ ấn vào 80 được không ạ? Đây, 80 cho các bạn xem nhé. Và sau đó tôi lại giữ phím man, tôi lại kéo ra một thằng thứ ba. Và cái này là 100%. Và cái này nó sẽ đặt giữa giữa hai thằng được không các bạn? Đặt giữa hai thằng được không ạ? Đặt giữa để làm gì? Để cho ảnh chui vào thôi. Bây giờ tôi thử cho bạn nhé, lại can cho nó. Lúc này chúng ta chọn giải pháp chính là cái người này, và tôi chọn một cái giải pháp như thế này đây. Nào, có ảnh, muốn ảnh đưa sang thì bằng cách nào? Lại bước 1 chọn vào Ctrl A. Bước 2 chọn vào Ctrl C. Bước 3 sang file thiết kế của chúng ta paste vào đúng không ạ? Nhưng trước khi paste vào, nhớ một điều rằng là muốn cho nó chui vào đâu thì phải chọn đúng layer đó đã. Nhìn thấy trên layer này chưa? Tôi chọn vào khung ảnh sản phẩm được chưa? Chuẩn chưa? Sau này làm chuyên nghiệp thì đúng như thế này đấy. Đặt tên layer để bàn giao cho thằng khác là nó cũng biết luôn. Còn nếu mà một mình ấy thì chắc chắn là cái gì cũng biết, bởi vì sao mình quản lý hàng nghìn layer còn không bao giờ bị nhập. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi ok. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl V thì các bạn có thấy ảnh có to không ạ? Ảnh to thì phải làm sao? Rồi Ctrl T. Và tôi sẽ phải nói lại một tí nữa là trong quy trình khi kéo thì cũng phải ướm làm thế nào để cho hợp lý, chứ có những người bạn nhạy là xấu đúng không? Nhưng mà cho nó vừa phải thôi, ít nhất nó phải bằng chiều cao của khung. Hiểu cách cách mà tôi đang nói chưa? Rồi Enter được không ạ? Enter. Tiếp theo đó là gì? Chúng ta giữ phím gì? Ctrl Alt G là cho chui vào không em? Thì có phải cái miếng này trên một cái khung chưa? Nhìn thấy cái ảnh chưa? Ảnh sản phẩm chưa? Và đây là tôi sẽ ghi tích đúc vào đây, tôi ghi là ảnh sản phẩm. Chuẩn chưa? Còn cái này là khung sản phẩm, được chưa? Rồi chọn vào đúng cái ảnh sản phẩm, chọn vào lệnh là Ctrl Alt G. Các bạn có thấy khung của tôi chưa? Nhìn thấy khung của tôi chưa? Lúc này cho có tổng quan và ở đây là có trích đoạn. Cái này nó to, nhìn thấy chưa? Đấy, thì đây là tôi đang bán mỹ phẩm á. Hiểu cái này chưa đã? Ok, và lúc này người ta có rất nhiều giải pháp cho các bạn lựa chọn là cái khung của nó. Cái khung này là tôi đang chọn đúng màu. Nhớ nha, tôi đang chọn đúng màu. Và cái màu này tôi đang hơi bị sáng quá, tôi muốn nó trầm đi một độ có được không ạ? Và cùng tông với thằng dưới được không ạ? Thì các bạn nhìn này, các bạn đã hiểu về cái lệnh mà khóa nền rồi đúng không? Thì bây giờ tôi khóa nền được không ạ? Khóa nền là chỉ có đổ vào đối tượng thôi mà không phải đổ vào tràng được. Nhìn đấy, nhìn này, thầy chọn đúng này đúng không? Nếu thầy đổ màu này, thầy chọn một cái màu ví dụ màu trên áo của đồng chí này. Đấy ạ. Ok. Các bạn có thấy nó trầm lên một độ chưa? Nếu bây giờ thầy không khóa nền thì ngay tức đổ màu đen là te, các bạn thấy nó full toàn bộ màn hình không ạ? Hiểu cái này của thầy chưa? Nhưng bây giờ tôi ấn khóa nền thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu thiên về hơi đỏ tẹo đấy. Đây thì ví dụ tôi chọn cam như này. Tôi đổ màu cho bạn nhá, giữ phím Alt Delete te, thì các bạn có thấy là cái này nó trầm lên một độ không? Nhìn thấy cái cách của tôi làm chưa? Và cũng tương tự như vậy với cái phần phía trên như này, đây là cái miếng trên phía trên này. Tôi cũng chơi một cái việc là khóa nền lại đối tượng và tôi dùng Alt Delete te, thì có phải tôi đổ màu phía trên không ạ? Và các bạn có thấy là cái khung sáng và khung tối cái nào nó tốt hơn? Thì lúc này tôi đang đi cho từ cho các bạn là đậm, trung gian và sáng. Nhưng cái sáng khung này mà sáng quá thì ngay tức nó sẽ bị bật ra quá so với tổng quan của chúng tôi. Nên chính vậy tôi phải tính toán lại, bởi vì làm cho những thương hiệu nhá nổi tiếng thì chúng ta phải cực kỳ tính toán bằng sắc độ. Hiểu cái này của tôi không ạ? Làm đơn giản nhưng mà sắc độ phải chuẩn nhá. Rồi phần phía trên tôi sẽ phải chuột phải chọn vào nó và chọn vào số 5 được không ạ? À, thấy nó nhẹ nhàng như này có vẻ hợp lý hơn. Hiểu cách tôi làm việc chưa? Rồi tiếp theo này. Lúc này tôi lại lập ra một layer mới nữa cho các bạn nhé. Nhìn này, tôi lại lập ra một layer mới. Và khi có layer mới thì sẽ có vùng chọn mới. Đây tôi lại vẽ một cái giữ ship vào đây, tôi lại làm một cái như này. Và tôi lại đổ màu được không các bạn? Đổ màu nhé, layer mới rồi, đối tượng mới rồi, lại đổ màu thôi bằng Alt Delete. Và lúc này các bạn có nhìn thấy hình của tôi đã có rồi ạ. Tôi lại dùng lệnh là Ctrl T và tôi lại xoay góc được không ạ? Được chưa? Và hôm trước tôi đã dạy cho bạn một chiêu thức là cho một phát xuống dưới tất cả các layer. Thì có phải là lệnh Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái không? Nhớ một điều rằng thầy Khánh dạy cho các bạn sẽ nói 100 lần là ít nhất trên một lệnh.
mà chúng ta mà còn không nhớ, không làm được thì lỗi thuộc về các bạn. Các bạn hiểu không? Tôi thường thường là khuyến mại cho mọi người là trên 100 lần đấy. Chứ không phải nói 100 lần, là nói 100 lần cho con số đẹp thôi. Hiểu chưa? Nào, cho xuống dưới bằng cam chôn ship ngọc vương bên tay trái. Có xuống dưới hết chưa? Có phải xuống dưới cả lớp màu đen không các bạn? Nhìn đi chứ. Các bạn có nhìn lên lớp mà dưới xuống dưới màu đen chưa? Thì bây giờ cho lên trên một lớp là bằng lệnh gì? Đó là cam chôn ngọc vuông bên tay phải, lên trên một lớp, lên trên một lớp chưa? Và lúc này tôi có thể được quyền chọn vào công cụ phím V là tính năng dịch chuyển và di chuyển đối tượng, thì có phải giữ ship như này không các bạn? Các bạn có thấy là khi thiết kế có khung bao giờ nó cũng sẽ ổn hơn không ạ? Hiểu cái mà tôi đang làm việc cho các bạn chưa? Thiết kế luôn luôn có khung. Các bạn có thể dịch chuyển sang trái để cái khung của bạn cực kỳ nhỏ, cũng là một cái cách. Hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo này, trong quy trình khi thiết kế chúng ta tạo ra sự nhịp điệu, sự vui cho thiết kế của chúng ta, bởi vì lần sau người là tĩnh rồi, sản phẩm trông rất là tĩnh, có nghĩa là vậy thì chúng ta phải tạo ra sự động trong thiết kế của chúng ta là bằng to nhỏ, nhịp điệu cao thấp. Bằng cách nào? Chúng ta lại lập ra một layer mới, mà cứ có một layer mới sẽ có một gì đối tượng mới nằm trên nó. Thì lúc này tôi vẽ cái vùng chọn mạo muội nhỏ hơn chút xíu, giữ ship, không vẽ to hết cỡ nữa. Lúc này lập ra một layer mới rồi, có vùng chọn mới rồi, đổ màu thì chỉ đổ màu trong vùng chọn, vậy thì mới gọi là vùng chọn là gì, có nghĩa là mình làm gì chỉ trong vùng chọn thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo này, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D là dứt và thoát cái lệnh vùng chọn của chúng ta. Lúc này chúng ta dùng thao tác là ấn vào Ctrl T lại xoay góc. Các bạn thấy là vừa từ nãy giờ tôi chỉ đổ màu, chọn màu xong lại xoay hết chấm hết đúng không? Nào ra góc và xoay theo mặc định của máy cho chúng ta, được chưa? Và lúc này cái hình này của các bạn làm sao tôi sẽ thu nhỏ được nhanh đúng không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ này, nhìn thấy thu nhỏ chưa? Và thu nhỏ tầm này được chưa? Enter. Chưa biết có được hay không, nhưng tóm lại tôi sẽ đặt vào, thử đặt vào vị trí này được không em? Hay đặt vị trí này được không? Hay là đặt vị trí này được không ạ? Nha. À, đây là những cái giải pháp và những cái việc ví dụ, hay là đặt như này có được không ạ? Hiểu hiểu cái cách làm chưa? Và lúc này chúng ta chọn vào số 5. Số 8 được không ạ? Lại giữ phím An. Phím An là copy đối tượng thì giữ đây để làm gì? Để đặt đúng vào vị trí làm sao? Có thể là nhỏ hơn như này được. Nhưng cái này không phải là số 8 nữa mà chỉ là số 3 thôi. Hay là số 5 thôi. Như này nhá. Mềm chưa? Ctrl T lại thu nhỏ lại. Nó phải có to nhỏ bé. Nhìn thấy chưa? Có thể đặt như này được không em? Hiểu cách làm việc của thầy chưa? Luôn luôn phải có thiết kế nào phải có to nhỏ, phải có gì chính phụ, và những cái chi tiết như này nó chỉ là phụ thôi và nó không được quyền lấn át hành chính của các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và chúng ta có thể thu nhỏ một lần nữa bằng cách ấn số 3 và ấn vào Ctrl T nhá, thu nhỏ lại như này. Các bạn có thấy là lúc này tôi đặt vào vị trí này chưa? Có nghĩa là đây chính là nhịp điệu, đây chính là to nhỏ, đây chính là nét mà. Nét mảng đâu, các bạn có nhìn thấy khung của cái khung ảnh gì không? Nó là nét. Còn đây là mảng này, là cả cái này là mảng này. Và lúc này tôi đã có được xong bản thiết kế của tôi đầu tiên là khung ảnh dành cho thiết kế rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ nói tiếp theo cho các bạn nhá. Bây giờ các bạn muốn tạo ra sự vui thì bây giờ có một cách như sau. Nhìn này. Thầy lại lập ra một đây mới. Từ nãy giờ chỉ có này mới thôi, lại vẽ một vùng chọn mới, nhìn chưa? Luôn luôn nhá, vùng chọn thì chỉ vẽ ra bằng lệnh gì? Shift là hình vuông đây, shift hình vuông đấy. Và chúng ta lại lập ra một layer mới rồi, chúng ta lại đổ màu bằng lệnh gì? Đổ màu, Ctrl D, dứt lệnh và thoát lệnh vùng chọn. Sau đó chúng ta lại học về lệnh Ctrl D là gì ạ? Là xoay vùng chọn khi ra góc, và khi xoay thì phải giữ thêm phím gì? Shift. Và nhớ để muốn cho nó nằm đúng vị trí là nó phải dùng cái phương pháp gì? Ctrl hoặc vuông bên tay trái, Ctrl hoặc vuông bên tay phải, để làm gì? Biết được nó nằm ở đâu. Có đúng không ạ? Cái việc layer nằm đúng chỗ nào cũng quan trọng không? Nên các bạn có thấy bài 1 của tôi quan trọng không? Nên là đừng có đùa bài 1 nha. Có nhiều người, ui cái này dễ mà. Đấy, đúng rồi, nhưng mà vào làm thực tế nó phải như này đấy. Làm thực tế có cần phải biết hết tất cả công cụ không? Có biết nhuyễn về sự phối hợp của nó không? Thậm chí chúng ta kết hợp về thẩm mỹ nữa thì chúng ta sẽ cực kỳ tốt. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo này, nhìn này, Enter này.
Lúc này thầy cho xuống dưới tất cả được không ạ? Nào, xuống dưới tất cả có phải bằng cam, chuối xíp, ngọc vương, tay trái thì có phải xuống dưới cả màu đen không? Bây giờ tôi cho lên trên một nấc như này được không ạ? Chứ có phải nó dưới cái miếng vẫn là màu này không ạ? Nhìn chưa? Ok, bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn chiêu thức là hôm trước tôi có nói cho các bạn biết rằng là trong một mê ô của chúng ta gồm có 4 thành phần. Thành phần số 1 là cái mắt. Có nhớ cái mắt không ạ? Là tắt và bật. Có đúng không? Thành phần số 2 là ảnh thu nhỏ. Tôi nhắc lại cái này cực kỳ quan trọng, là ảnh thu nhỏ là cái gì? Để làm gì? Để thầy nói là em ơi hãy quay trở lại vùng chọn của đối tượng thi. Thì người ta dùng một cái lệnh như sau là giữ phím Ctrl, chặt phím Ctrl nhá. Giữ chặt phím Ctrl. Tôi sẽ dừng lại cho các bạn 1 phút để các bạn có thể ghi cho tôi cái lệnh này. Đó là gì? Để muốn quay trở lại vùng chọn của đối tượng, chúng ta giữ phím Ctrl. Được chưa? Bài hôm trước có nói cái này rồi nhưng mà nó hơi bị thoáng qua. Thì hôm nay sẽ nói chính xác lại cho các bạn. Nào, giữ phím, chặt phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng. Thì quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Nhìn này, tích nhá, tích nhỉ. Các bạn có thấy là chấm chấm nó chạy xung quanh cái này không ạ? Hiểu cái này chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nhé. Nếu tôi có vùng chọn như này mà tôi dịch chuyển cái vùng chọn núi vào bên tay trái, thì nhớ là để muốn dịch chuyển vùng chọn hay là như thế nào đó thì bạn phải có vùng chọn, bạn phải trở về vùng chọn thì bạn mới làm được. Chứ bạn đang trở phím V là không làm được nhá. Hiểu cái này vào tập của thầy chưa? Rồi, để muốn dịch chuyển vùng chọn, di chuyển cái vùng chọn thì chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta phải quay trở lại rồi, đúng rồi. Chúng ta phải chọn đúng vùng chọn chưa? Thì nhìn này, cầm này. Nhìn này, giữ shift này, kéo sang đây. Các bạn có thấy vùng chọn thầy nuôi vào trong được một tí được không ạ? Và có thể dịch chuyển bằng tay không ạ? Nút sang phải, sang trái bàn phím được không ạ? Được chưa? Và thầy hỏi thật nhá, bây giờ đang có vùng chọn nó nhỏ hơn nhưng mà thầy có thể xóa được không em? Ấn nút Delete thì có phải nó chỉ xóa trong vùng chọn đó. Thì cái thằng ngoài này nó có bị xóa không em? Hiểu cái này chưa? Đây nhá, cho to to ra như này đi. Thầy xóa có phải nó xóa như này không? Thì nó thủng bên bên trong mà, bên ngoài nó có xóa được đâu. Nó chỉ áp dụng vùng chọn thôi. Nhưng trong trường hợp này tôi muốn đang tạo ra một cái nét nên là tôi sẽ dịch chuyển này. Các bạn có thấy là cái vùng chọn tôi nhỏ lại một tí không? Thì có phải nếu tôi xóa thì có phải để lại cái nét này không em? Thử nhá, Delete. Nhìn thấy nét của tôi chưa? Và lúc này sau khi đã xóa nét xong thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl D. Thầy đã dạy cho các bạn là Ctrl D là dịch thoát và dứt lệnh. Các bạn có thấy là thầy có một cái nét như này chưa? Đúng không? Để muốn làm ra một cái nét như này đấy thì phải làm bằng cách là kết hợp quay trở lại vùng chọn và dịch chuyển vùng chọn vào trong, xóa đi thì mới được này. Và lúc này chúng ta chọn là V. V là tính năng gì ạ? Tính năng của V là gì ạ? Dịch chuyển, di chuyển đối tượng của chúng ta. Các bạn có thấy là ở đây tôi có cái này không? Bạn biết tại sao tôi làm phong cách này không ạ? Bởi vì phong cách này nó hợp với cái giá trị áo của người ta kìa. Các bạn có nhìn thấy cái áo của người ta không ạ? Đan caro kìa. Hiểu cái mà tôi không làm chưa? Và lúc này cái viền của chúng ta đang hơi bị rõ quá thì liệu có thể làm opacity được không em? Opacity bằng bao nhiêu? Thì có phải là con số vừa rồi thầy mình dạy cho các bạn là gì? Để muốn làm opacity của một đối tượng, chúng ta ấn vào số 5, các nhìn thấy mờ hơn chưa? Số 7, số 8, vậy thì có phải cái này nó là phụ mà? Chính là người. Còn những chi tiết này là phụ. Đồng ý không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo nhá. Nào, các bạn có nhìn thấy cái hình ở dưới của chúng ta là cái này không ạ? Tôi làm lại cái này cho các bạn xem, nhìn thấy cái hình này chưa? Muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, bước số 1 phải chọn đúng layer, đúng chưa? Bước số 2 giữ vào phím Ctrl và tích thẳng vào đối tượng. Có nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Bước số 3 là gì? Đổ màu được không em? Đổ màu nhá, lập ra một layer mới và thầy đổ một cái màu như sau bằng an đen. Thì các bạn có thấy là đúng là rõ ràng như này chưa? Nó rõ không ạ? Được chưa? Bây giờ mới làm này. Thầy dùng công cụ vùng chọn, phải trở về vùng chọn để thầy dịch chuyển cái vùng chọn này nuôi lên trên một tí. Đây ạ, dịch chuyển bằng tay luôn, nút lên trên và xuống dưới bàn phím của các bạn. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Cái này mà thuộc vẹt là chết. Tôi thề các bạn luôn, không bao giờ thuộc vẹt được. Cái này phải là hiểu đấy. Nhìn thấy chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn, nếu tôi xóa thì có phải tôi có một cái đường viền chỗ này không? Đó, thử xóa nhá, xem trí nhớ của bạn kinh đến mức nào, Ctrl D. Nhìn thấy chưa?
Chứ có phải tự nhiên tôi có này, tôi kéo lại cho bạn xem là V là dịch chuyển này, có phải là nó chỉ có cái này không? Nhìn thấy không? Để muốn làm nó cái này này. Đấy thì người ta đặt như này này. Được chưa? Các bạn có thấy chưa? Tôi có điểm nhấn rồi. Rồi tiếp theo, vậy thì khung bên tay trái chúc mừng cho các bạn đã xong. Bây giờ chúng ta còn khung bên tay phải đúng không em? Khung bên tay phải gồm có cái gì? Trong thiết kế về đồ họa của chúng ta làm ra một cái bố cục. Sau này các bạn có thể làm về chè, các bạn có thể làm về bất cứ thứ gì các bạn mong muốn. Thì việc thứ hai của các bạn đó là gì? Lấy logo. Có thấy là lấy logo ạ? Logo ở đâu ạ? Chọn vào file. Logo ở đâu ạ? Chọn vào Control. Control biết cách mở ảnh chưa? Và tôi lại nói lại cho các bạn xem này. Đối với những người máy đời yếu thì chịu khó ấn vào đây, tắt nó đi ạ, sau khi đã làm xong. Biết tắt nó đi cho được làm xong chưa? Thì như vậy đấy, cái file thiết kế của bạn luôn luôn nhẹ. Hiểu cái này của thầy không ạ? Và tôi chỉ để giữ file thiết kế thôi. Nha. Đây là một trong những cái cách quản lý mà kinh nghiệm của tôi, bởi vì hồi xưa tôi dùng cái máy nó đời rất là thấp. Vẫn chạy được các bạn. Thậm chí bật 2 phần mềm vẫn chơi được. Lý do mình biết quản lý tí, được chưa? Ok, cắt cho nó. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến hai cái file logo. File logo đầu tiên của tôi là tôi có chữ Gucci. Chúng ta chọn vào đây open. Thì các bạn có nhìn thấy cái file này của chúng ta là file gì? Trông thế này thôi. Nhưng thực chất của nó chính là file ảnh. Nó không phải là file trong suốt đâu ạ. File không phải là file đã cắt ra đâu ạ. Nên các bạn có thể lên trên mạng search một cái từ logo của Gucci PNG để là kiếm được một cái file không có nền làm cho dễ. PNG, được chưa? Đây, tí tôi đánh cái này, tôi tắt bỏ cái này đi. Tôi lại ấn vào Ctrl O thêm một lần nữa và tôi lại chọn một cái lần thứ hai là cái này. Và tôi ấn Open. Thì các bạn có nhìn thấy file này file trắng không ạ? Nền trắng không ạ? Được rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là cách làm sao để tách khỏi cái nền này được không ạ? Nhìn này. Việc đầu tiên để muốn tách một đối tượng logo và nó có một giá trị đặc điểm nhận biết như sau là logo phải là màu đen. Và nên là phải là màu trắng tương phản cực kỳ mạnh như này. Thì bạn được quyền dùng phương pháp của tôi dùng như thế nó mới tốt. Hiểu cái này chưa? Chứ lại bảo là thầy ơi em thấy có một cái logo trên một cái nền ảnh như này. Thầy tách được như em không tách được cái kiểu của thầy được. Thì tôi lại nói lại cho các bạn này. Để muốn tách được một cái logo trên một cái nền trắng này thì dùng phương pháp này. Còn nếu mà đặt trên các loại nền khác thì chúng ta học sâu về sau tôi sẽ dạy cho các bạn chương trình. Hiểu cái này chưa? Còn nếu mà người nào mà nuôi nữa lên trên mạng search logo PNG. Giống như vừa rồi tôi nói, hiểu không? PNG là không có nền đấy, nó chỉ có mỗi cái logo đã cắt rồi. Nhìn này, tích đúp vào đây. Bước 1, tích gì? Mở khóa. Được chưa? Bước 2, nha, bước 2 này. Nào, bây giờ các bạn sẽ dùng một cái biểu tượng công cụ, đó là Select. Nhìn thấy không? Select chưa? Ở đây có rất nhiều giá trị cho các bạn, bạn chọn vào đây cho tôi. Nhìn thấy không ạ? Nếu chọn đơn giản nhất thì chúng ta chọn vào Color. Nhìn này chưa? Và sau khi mà chọn cái này xong thì ở đây nó có một cái thuộc tính rất hay cho các bạn. Đó là gì? Bạn sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy màu đen không ạ? Trắng, ghi và đen. Bạn có thích chọn màu đen không? Có nghĩa là các bạn có thích logo tôi màu đen không? Thì tích vào đây thôi. Có nhìn thấy chọn chưa? Và sau khi chọn xong tôi ấn OK được không ạ? Các bạn có thấy là chọn được hết logo chưa? Mà lúc này vùng chọn của chúng ta đúng bằng cái logo. Thì có thể là ấn vào Ctrl C được không ạ? Hay là ấn vào Ctrl Z được không ạ? Ctrl Z là nhân bản nhưng có vùng chọn thì phải nhân bản đúng trong vùng chọn. Hiểu cái đoạn này chưa? Và lúc này thầy ấn cho các bạn xem nhé. Nhìn này, Ctrl Z là một cái nhé. Ctrl Z là nhân bản đấy. Thì có phải lúc này logo tôi đã cắt xong không? Hiểu cái này chưa? Tôi đã giải thích từng cái một cho các bạn rồi. Và lúc này sau khi đưa cái này sang có logo cái này rồi thì chúng ta sẽ làm cách nào? Lại Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy, nhưng với điều kiện tôi đang nằm trên cái logo gì không có nền này, nhìn thấy chưa? Layer 1 này, Ctrl C, sau đó thì sang file này có phải là ấn vào Ctrl V không em? Nào có phải Ctrl V không ạ? Ok, Ctrl V. Logo bị làm sao ạ? To. Ctrl T thu nhỏ lại và chúng ta sẽ tuần tự thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, Ctrl thu đấy. Hiểu Ctrl thu chưa? Và tất nhiên logo sẽ phải nằm đúng vị trí mà mình mong muốn. Các bạn nhìn thấy cái này logo tôi chưa? Và logo nó có khoảng cách từ đây cho đến đây sẽ bằng khoảng cách từ đây cho đến đây, gọi là nằm giữa khoảng không còn lại. Cái này là ảnh rồi thì hạn chế cái này là ảnh.
Hiểu cái này chưa? Để nó có giá trị tương phản. Nhưng lúc này các bạn có nhìn thấy logo tôi bị làm sao ạ? Có nhìn được không? Có nhìn được không ạ? Không nhìn được, lý do nền đen rồi logo mà màu đen nữa thì nhìn kiểu gì ạ? Vậy tôi hỏi bạn, cái ảnh mà tôi đưa vào này có thể được coi là một cái khung không ạ? Là coi như là một cái khung ảnh được không ạ? Thì cho các bản chất nó giống nhau mà, nó là một layer đây này, layer đây, đây layer đây, nhìn thấy chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi bạn, tôi đi kiếm một cái gọi là cái chất liệu vàng, tôi cho nó chui vào đây có được không ạ? Là một cái ảnh màu vàng vàng chui vào đây được không ạ? Nào thử nhá, Ctrl O tìm chất liệu, kéo xuống. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái bài toán cho chúng ta, đó là gì? Photoshop. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng, chúng ta sẽ có một cái bài tập cho các bạn. Thì lúc này tôi có một cái giày nam và trong đó thì tôi có một chất liệu bằng vàng này. Để muốn kiếm được chất liệu bằng vàng này dễ, lên trên mạng search background bằng vàng bằng tiếng Anh nhá. Còn bạn nào không biết tiếng Anh vào Google gì gì, các bạn nhớ nhá, mèo đen mèo trắng không quan trọng, miễn sao bắt được chuột thôi, và chúng ta có làm được điều đó không thôi. Được chưa? Ấn OK. Các bạn có thấy lại ảnh chưa? Tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi lại ấn vào Ctrl E, muốn đưa ảnh sang đó, Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy, Ctrl C là copy rồi, và sang file thiết kế của các bạn thì có phải sang file thiết kế là cái này không? Từ từ bình tĩnh đã, chúng ta phải xác định là chúng ta đã chọn đúng layer chưa? Chuột phải, chọn vào nó, đúng rồi, số 8 chính xác rồi. Và nếu mà bạn nào cẩn thận nữa thì hãy search cho tôi một từ tên là logo vào đây. Có hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ chúng ta ấn vào Ctrl V có được không các bạn? To chưa? Có to rồi, to thì thu nhỏ lại, nó gì mình học được lệnh là Ctrl T và thu nhỏ được như này được không em, và lập như này được không ạ? Enter dứt lệnh phóng to bằng Ctrl cộng, Ctrl trừ và Ctrl số 0. Còn nhớ lệnh đấy không ạ? Đừng có nói là quên cái lệnh đó của tôi nhá. Rồi tiếp theo này, sau khi đã có lệnh này xong thì bây giờ chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt G có được không các bạn? Thì Ctrl G thì có phải nó sẽ chui vào trong cái logo không các bạn? Chứ không phải là một cái khung nữa, bởi vì cái khung bây giờ là chính là logo rồi. Và Ctrl Alt G nó như thế này. Các bạn có nhìn thấy không? Ui, nâng cấp phiên bản nó nhanh thế thì chả thế đúng không? Xịn nhờ. Đúng rồi, thầy đang làm trong phong cách kiểu ví da mà em. Đúng không ạ? Mỗi tội mình không dùng ví đâu. Nhìn thấy ví của thằng khác. Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ như này nhá, bây giờ trước khi cho chui vào, thầy lại ấn vào Ctrl Z lại cho các bạn, bạn có đồng ý được đây là ảnh đúng không? Thầy có thể tắt mắt nó được không các bạn? Bây giờ thầy lại tiếp tục, thầy cái biểu tượng của cái logo này thầy nhân bản làm hai được không em? Tại sao nhân bản làm hai? Bởi vì là khi mà thầy cho cảnh vàng nó chui vào thì thầy cũng muốn có một cái bóng ở dưới, nó giống như miếng kim loại đấy. Nhìn này, bây giờ tôi sẽ làm theo phương pháp này cho các bạn dễ nhìn này. Chúng ta sẽ tích vào layer số 8 là chính là ảnh vàng, được chưa? Ảnh vàng, được chưa? Sau đó cho chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G thì có phải chui vào như này không? Rồi bây giờ lại đặt cái này sang bên ở giữa để nhìn cho dễ. Tôi đang điều khiển những cái vị trí để cho các bạn nhìn dễ này. Nhìn này, các bạn có đồng ý với tôi logo chính là cái khung của cái chữ này không ạ? Thì bây giờ có phải đây là cái ảnh của nó thì có mắt này, có cái khung này, có cái tên này đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để quay trở lại khung bây giờ? Quay trở lại vùng chọn của khung được không em? Nào, giữ phím Ctrl và tích thẳng vào đây thì có phải nó trở thành khung không? Có đúng là giữ phím Ctrl tích vào đối tượng, cái ảnh thu nhỏ sẽ quay trở lại vùng chọn của đối tượng không? Còn nhớ cái này không? Được chưa? Vừa mới dạy xong rồi. Nha. Rồi, tiếp theo này. Tôi thấy các bạn tôi dạy một bài này đấy, hôm họ nói vui bảo là thầy Khánh dạy vùng chọn hình vuông có thể liên quan đến 2 tiếng không, tôi nói được 2 tiếng. Nên là các bạn hiểu là chúng ta làm đến đâu là chắc chắn chúng ta chắc đến đấy, và chúng ta học được đến đâu thì chúng ta sẽ làm đến đấy. Thì lúc đấy chúng ta mới đi ra đi làm được chứ ạ. À? Vậy bạn mong muốn đi làm không thì làm theo khách của tôi đó. Hiểu cái này chưa? Rồi nhá, quay trở lại vùng chọn chưa? Nhưng lúc này thầy sẽ chọn layer dưới để làm gì? Thầy tạo ra một layer mới. Nhìn layer mới chưa? Và layer này tôi sẽ đặt tên là bóng logo nằm dưới mà. Và bóng logo thì thường thường màu gì? Rồi màu đen. Nhưng thầy có thể mạo muội để thầy chọn một cái màu nâu đậm như này được không em? Tại sao chọn nâu đậm mà không phải chọn màu đen? Bởi vì màu nâu đậm thì cùng tông với dưới.
tốt hơn màu đen là cái chắc còn gì nữa. Vậy thì tôi sẽ làm tốt ở trong giá trị điều kiện cho phép. Nào Tuấn, ok được không ạ? Và tôi đổ màu, các bạn sẽ không bao giờ nhìn được điều gì cả, bởi vì nó nằm dưới logo, đúng không ạ? Nào đổ màu bằng lệnh an đen. Được chưa? Có nhìn được điều gì không? Không đúng không? Cam tròn đề rất lạnh nha cho các bạn xem. Nhìn này, cầm này, kéo ra ngoài. Có nhìn thấy cái này không? Và cái này đang ở dưới ở trên đấy. Và đặt như này thì có phải nó sẽ cảm giác là nó sẽ được như này không ạ? Còn nếu mà em chọn đậm hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn nữa này, nhìn này. Quay trở lại vùng chọn nhá. Layer đúng như này chưa? Tôi sẽ chọn một cái layer màu đậm luôn, đậm xám xịt như này. Đổ màu bằng lệnh gì? An đen. An đen đổ màu rồi, về Ctrl D là dứt lệnh và kéo nó ra. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Và lúc này thầy đặt lệch thêm một tí được không em? Thấy cái lệch của thầy chưa? À thế là tôi đã có một cái logo nổi lên rồi đấy. Hiểu cái này chưa đã? Đấy, để muốn làm rồi. Bây giờ việc còn lại các bạn có đồng ý với tôi là chỉ có tách không? Xong rồi, bây giờ chỉ đặt tách thôi. Cầm lại kéo sang bên tay trái. Được chưa? Đặt vào đây cho nó hoành tráng. Giữ phím cách kéo sang trái. Kéo sang trái, nhìn chưa? Và tách của thiết kế của chúng ta phải do ai gửi cho chúng ta? Đó là bộ phận marketing. Chứ đừng có nghĩ ra. Nên người ta mới sinh ra cái trò như sau là phải có bộ phận tách. Thấy chưa? Vậy thì về nhà lấy đâu ra cái tách này, nên trên mạng search cho tôi cái từ banner về cái dòng này, nó sẽ ra một loạt về nội dung chúng ta có thể đánh lại vào file Word được không các bạn, hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì chúng ta có gì? Kem nền cao cấp, ok được chưa? Ctrl C, đây là cụm đầu tiên tôi làm. Và lúc này tôi quay trở về Photoshop để tôi làm gì? Tôi ấn vào phím T trên bàn phím. T là tách, T đâu? T ở đây, được chưa? Ấn phím T chưa? Rồi, sau khi đã có tách rồi thì làm sao? Tạm thời đầu tiên là cứ tích thẳng vào màn hình cho tôi một cái. Nhìn thấy không? Nó sẽ ra một cái đoạn tích nhỏ nhỏ cho các bạn. Và lúc này chúng ta có thể ấn vào Ctrl V được không ạ? Vừa rồi thấy có phải là copy tích chưa? Ok, Ctrl V thôi. Chuẩn chưa? Rồi, bây giờ này dẫn ra một trường hợp nhá. Nhưng mà thầy ơi, nhưng mà cái biểu tượng chữ này là chữ thường mà. Thì người ta mới sinh ra cách muốn biến chữ thường thành chữ in như sau trong Photoshop. Nhìn này, bước 1 phải chọn vào T, bước 2 bật bảng, nhìn nó bật bảng chưa, bước 3 ấn vào chữ TT to to, nhìn thấy chưa, ấn vào đây là trở thành in gì. Rồi, cảm ơn em. Và lúc này chúng ta được quyền sao? Ctrl T và phóng to ra. Làm sao? Khoảng cách nhá. Nhìn này, khoảng cách của đối tượng nó phải làm sao, nó phải chia đều, và tất nhiên chia đều như vậy thì có phải logo nằm giữa không em? Rồi tiếp theo này, đối với những người mới học, chúng ta sẽ chọn phong cách đầu tiên là chữ đậm. Nhìn chữ đậm chưa, dễ nhìn dễ đọc đúng không ạ? Và chữ này màu gì các bạn? Theo các bạn là chọn màu xanh hay màu đỏ hay màu tím hay màu be vàng ạ? Đúng rồi, chọn màu be vàng. Nên tôi chọn là để muốn chọn màu, chúng ta chọn vào T. Bước số 2 chọn vào màu. Bước số 3 chỉ thẳng vào vị trí. Lấy màu bên này được không em? Đó, lấy màu này được không? Hay là phải lấy từ màu này, trầm hơn một độ. Hiểu cái này chưa? Ok, tiếp theo. Tôi hỏi bạn nha, lại tiếp theo này. Để muốn dùng phông, các bạn có thấy trong thiết kế dùng phông là khoai nhất không? Phông chữ dùng à? Hãy chọn những cái phông từ xuất phát từ logo. Nhìn thấy logo của người ta đang dùng cái phông gì chưa? Các bạn nhìn thấy cái chữ hưu sĩ này không ạ? Đây là phông gì? Có chân. Và có nét gì? Có nét thanh và nét đậm. Có nhìn thấy nét thanh nét đậm không? Có nét nhỏ và nét to không? Nhá, người ta gọi là phông chữ có chân và nét thanh nét đậm. Và phông chữ này lấy ở đâu thì tôi lại bật lên cho các bạn một cái phần mềm và tôi sẽ gửi cho các bạn bộ phông chữ đây được không ạ? À? Nào các bạn nhìn vào đây, bật cái này lên, không phải là bật tình yêu lên đâu nhá. Đấy. Rồi bật in nút lên, và đây là một trong những phương pháp sau này khi các bạn học sâu tôi, các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ hiệu quả luôn, được không ạ? Và chúng ta sẽ ấn vào Open. Chúng ta sẽ chọn một cái bố cục chữ và thầy đã sắp xếp ở những dạng như sau. À, đâu nhờ, chúng ta chọn vào một cái phông chữ đẹp. Đây ạ, chúng ta có phông làm đẹp đấy. Chúng ta sẽ chọn vào phông làm đẹp, ép đây, nhìn thấy chưa? Tích đúc vào đây, ở đây nó có file. À, có file này tôi bật lên được không ạ?
Thì vec tức nó sẽ vào một cái gọi là gì, file toàn bộ rất nhiều phông chữ nhá. Các bạn có nhìn thấy nhiều phông chữ chưa? Và lúc này phông chữ tôi đã chia ra những giá trị như sau, tôi dùng Z tôi phóng to lên. Đây ạ, đây là cái phông chữ mà tôi sẽ làm với nó đấy. Nhìn thấy chưa? Có chân nhìn nhìn này. Và lúc này tôi sẽ tích vào đây được không ạ? Tích vào nó để làm gì? Để biết được tên phông là gì. Có nhìn không ạ? Nhá, biết này, biết tên phông là gì này. Nhìn này, cái này chưa? Copy cái tên phông này, nhớ sao được. Có rất nhiều người hỏi tôi là thầy Khánh ơi, phông này tên là gì thầy? Thầy là Thánh. Thầy là Thánh mới nhớ được hết. Hiểu cái này chưa? Nhìn này, vậy thì tôi mới chọn mà. Nhưng mà các bạn có thể nhìn trực quan không? Biết ngay nó kiểu gì ngay đúng không? Ấn vào Ctrl C. Ctrl C là copy tên phông điểm gì? Sang Photoshop. Sang Photoshop để làm gì ạ? Từ từ chọn phông đã. Đầu tiên là thay đổi tên phông là T này. Các bạn có nhìn thấy chỗ này là chỗ tên phông không? Tích vào đây, Ctrl V. Có nhìn thấy tên phông chưa? Nhưng phông chữ này là phông chữ tiếng Anh nên thường thường nó sẽ không hỗ trợ tiếng Việt. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, thì lúc này chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta quay trở lại một tí được không ạ? Đây là kem nền. Chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng như sau. E. Cao cấp, đúng không? Tạm thời tôi cứ đánh phông chữ nó không có dấu đi. Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta phóng to được như này không? Được chưa? Hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, cấp độ số 2 của chúng ta là nó có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái phông chữ nữa. Chúng ta copy cái đoạn text này để đưa vào Ctrl C. Sau khi Ctrl C xong thì chúng ta sẽ sang bên file Photoshop và chúng ta đánh T và chúng ta tích vào đây một nấc nữa và chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì phông chữ ở dưới của các bạn không muốn nó là chữ gì? Dạng in hoa. Thì bạn lại chọn vào T. Bước 2, bạn chọn vào bảng điều khiển. Nhìn thấy bảng điều khiển chưa? Bước 3, ấn bỏ cái này đi thì có phải trở thành chữ thường không? Và phông chữ này thì thường thường đối với những cái cấp độ nghiên cứu về gì, về thiết kế đồ họa thì phông trên là có chân thì phông dưới là không có chân. Có nghĩa là nó sẽ có tương phản giữa có chân và không chân. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái phông như sau. Tôi sẽ chọn vào, tích vào đây một cái, tôi chọn vào UTM. UTM Evo. Đây là những phông được hỗ trợ tiếng Việt nên các bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn nó sẽ được như nào. Hiểu cái này chưa nào? Và sau khi phông này đánh xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta lại thu nhỏ lại. Nhớ nha, chúng ta thu nhỏ lại. Được chưa? Và căn vào giữa. Chuột phải chọn vào đối tượng thì có phải chọn hai cái không? Chuột phải chọn đầu tiên này, giữ shift chuột phải chọn thằng thứ hai này, cầm mày kéo xuống dưới. Miễn sao đảm bảo từ logo xuống đến nội dung chữ nó sẽ phải xa hơn nội dung giữa dòng trên và dòng dưới. Thì riêng cái chữ số 2 này, các bạn nhìn thấy chữ này chưa? Chữ này là chữ phụ nên tôi chọn vào T để tôi chọn một cái màu nó trầm hơn. Nhìn trầm hơn chưa? Và sáng hơn một tí nha, để nó tạo ra chính phụ cho các bạn. Các bạn hiểu cái ý này của tôi chưa? Và tiếp theo phông chữ này, nếu mà bạn chưa thấy ưng ý thì bạn quay trở lại, bạn có thích phông này không? Bạn lại tích vào đây, lại thay đổi phông tên khác, Ctrl C thử chứ. Mình được quyền thử mà, thử nhiều phương án sau đó mới đến một cái phương án tốt nhất được. Nào lúc này tôi sẽ quay Photoshop, tôi lại chuột phải, tôi chọn vào đây và T. Tôi sẽ tích vào đây một cái, thay đổi phông bằng Ctrl V. Nhìn cái này của tôi chưa? Và lúc này sau khi đã chọn vào đây thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cam nền cao cấp và chúng ta sẽ chọn vào Ctrl T. Ở đây chúng ta có rất nhiều giải pháp để cho các bạn lựa chọn. Hiểu cái này chưa? Và thậm chí có nhiều người bảo là ok, chúng ta sẽ đấy. Có thể xuống dòng được không? Kem nền xuống dòng được không? Cao cấp hoặc là cái này xuống dòng được không ạ? Hiểu cái này chưa? Người ta có thể xuống dòng. Và sau khi đã xuống dòng xong thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ dứt lệnh. Và lúc này cái text này của chúng ta sẽ đặt vào đây. Và cái này các bạn có thấy là text của chúng ta đang là căn trái căn phải không ạ? T. Chúng ta nhìn thấy căn trái chưa? Chúng ta ấn vào đây có phải là căn vào giữa không? Và sau khi căn vào giữa xong thì tôi có thể được quyền sao? Được quyền phóng to này ra được không các bạn? Nhìn này được không ạ? Và tiếp theo nhá, nhìn này, cái khoảng cách từ đây cho đến đây nó có phải là có thể sát nhau lại được không ạ? Trong thiết kế này, khoảng cách giữa chữ 1 và chữ 2, chúng ta có thể ấn vào T và lại bật bảng điều khiển lên. Đây ạ, bảng điều khiển đây. Thì các bạn có nhìn này, tôi sẽ kéo này ra cho các bạn xem. Thì có phải khoảng cách đây là chính là auto,
chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào số 8, nó sát lại. À, số 8 sát quá, 12. Chúng ta xua sổ xuống nữa thì chúng ta có thể chọn vào 18 được không ạ? Và chúng ta sổ xuống thì chúng ta có thể chọn vào số 24 được không em? Hiểu cái này chưa? Ok, tiếp theo. Và chúng ta sẽ đặt xuống đây được không ạ? Nhưng lúc này nó dẫn đến một trường hợp như sau, đó là gì? Khoảng và cái logo này bị quá to nên tôi có thể cho logo bé lại được không em? Nhìn chưa? Là chuột phải này. Chuột vào vào cảnh vàng này thì chỉ dịch chuyển cái cảnh vàng bên trong thôi. Nhưng muốn cái khung nó bé hơn thì phải chọn vào logo chứ. Đúng không? Logo chính là khung mà. Và lúc này tôi sẽ kéo lại cho các bạn bằng lệnh là Ctrl T. Chúng ta sẽ thu nhỏ là như này các bạn. Giữ phím gì? An là đồng tâm. Logo bé tầm này được không em? Trông có vẻ hợp lý hơn. Enter này. Và lúc này cái bóng này có cần bé lại không em? Chuột phải vào bóng chắc chắn chính xác rồi đúng không ạ? Vừa rồi các bạn có thấy tôi dùng lệnh là Ctrl T và thu nhỏ lại không ạ? Thì bây giờ chỉ cần chọn vào đúng đối tượng số 2, ấn vào Ctrl Shift T thì nó sẽ nhắc lại cái lệnh bạn vừa làm giống hệt luôn. Nhớ nhá. Ctrl T xong rồi thì ấn vào Ctrl Shift T sẽ nhắc lại lệnh bạn vừa làm. Nhìn này, chọn vào cái này chưa? Ctrl Shift T. Có thấy nó bé lại không? Đúng bằng cái đấy chưa? Và lúc này chúng ta dịch chuyển xuống dưới một tí. Cái này tôi sẽ đẩy lên một chút xíu. Cái này tôi sẽ đẩy lên một tí nữa. Được chưa? Và lúc này các bạn có nhìn thấy cái sản phẩm của tôi được nha. Ở trong trường hợp này người ta sẽ có những cái cách để trang trí cho một thiết kế bằng cách như sau. Các bạn nhìn này, cách trang trí này. Tôi có thể vẽ một cái nét dài từ trái qua phải như này được không em? Các bạn có thấy vẽ một cái nét chưa? Vẽ cái nét bằng vùng chọn được không ạ? Nó là chữ nhật nằm ngang nhưng mà nó bé. Mà đã có vùng chọn rồi thì có phải có lê mới không em? Lại đổ màu thôi. Y ngắn lại chọn vào đúng cái màu kem đó. Và lại đổ màu như bình thường nhá. Nhìn nè. Đổ màu bằng lệnh là an đen. Thì các bạn có nhìn thấy ở đây tôi có một cái nét chưa? Nhìn cái nét này của tôi chưa? Rồi nhá. Bây giờ về này. V là dịch chuyển đối tượng nên là tôi sẽ cầm tôi kéo nha, được chưa? Và khi dịch chuyển nếu bạn để ý thêm tí nữa thì bạn có thể bằng đúng cái chữ G này, nhìn cái chữ G hất ra chưa? Rồi, bây giờ tôi lại vẽ một cái vùng chọn bé tí xíu như này được không ạ? Thì cứ lại là vùng chọn. Bây giờ để làm gì ạ? Để đặt vào đúng cái đầu chỗ này này. Để cho nó có tính trang trí giống như trang sức ấy. Nào, tôi lại lập ra một layer mới, khi có vùng chọn sẽ có một layer mới. Mà có một layer mới thì lại đổ màu thôi, lại có đối tượng mới bằng an đen nete. Các bạn có thấy rằng lúc này tôi có được cái hình này không ạ? Nhìn nhá chưa? Những cái hình này bây giờ tôi có thể ấn vào Ctrl T và tôi xoay nhảy được không em? Giữ shift xoay nhảy đúng không ạ? Thì nó có giống như những cái hình tròn kia không em? Nhìn này chưa? À, thế là tôi ấn vào Ctrl trừ tôi đã thu nhỏ lại. Tôi giữ phím An, tôi có thể copy cái chấm này sang bên này được không em? Đúng không? Và tiếp theo tôi lại ấn vào Ctrl cộng, tôi lại chuột phải chính vào cái thằng gì? Cái nét gạch ngang được không các bạn? Đây tôi chuột phải, đấy chuột phải mà không chính xác mà nó phóng to bởi vì nó bé quá. Như này nó mới chính xác này, các bạn nhìn chuột phải, nhìn thấy chưa? Layer 8. Nhìn thấy chưa? Vậy thì từ có một cái như này thì tôi có thể giữ phím An và tôi copy sang bên này được không em? Giữ An kéo đối tượng sang phải là cách copy nhưng giữ Shift là thẳng hàng đấy. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và sau đó thì tôi đã hoàn thành xong một giá trị về sản phẩm thiết kế đơn giản nhưng nó cũng không phải là dễ một tí nào đâu ạ. Xuống dưới bằng lệnh gì? Can chốt ngọc vuông bên tay trái là xuống dưới một lớp. Còn Ctrl Shift là xuống dưới tất cả các lớp. Thì các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta phải xếp nó lại bằng lệnh gì? Ctrl S. Biết Ctrl S chưa? Và tất nhiên nó phải nằm ở đâu? Nó phải nằm, đây là hồ sơ xin việc của các bạn sau này đấy à. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và tôi ghi là thiết kế được không ạ? Được không ạ? Sau khi thiết kế xong thì bây giờ chúng ta có một cái phương pháp thứ hai đó là gì? Hãy lưu cái file này trở thành file gì? Thiết kế bằng cách như nào? File ảnh nhá. Các bạn chọn vào file và chọn vào Ctrl Shift S là lưu thành file ảnh để gửi cho khách hàng xem. Được không ạ? Nào, ấn vào đây. Và tất nhiên trên là tên, ở dưới là đuôi là gì? JPEG. Sổ xuống này, chọn vào G. Enter. Và lúc này chúng ta lưu được không ạ? Nhìn thấy chưa?
Và lưu lại nhé, xếp lại này. Và cái này nó sẽ báo hiệu cho bạn biết là chọn là 10 hay là chọn vào 100. Đây ạ, vậy thì tôi sẽ đẩy lên là 12% là ảnh chất lượng cao nhất. Cái này là tôi xuất file để tôi gửi cho khách hàng đấy. Và sau khi làm xong tôi ấn OK thì có phải nước ngoài tôi đã có phiên bản đã xong chưa? Hiểu cái này chưa? Bây giờ kiểm tra lại bằng cách như sau. Đây ạ, đây là file mà tôi vừa làm ra từ các phiên bản vừa rồi, các bạn nhìn đấy. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? OK. Tiếp theo này, các bạn nhìn này. Vậy thì trong phần này nó cũng có cái gì, nó còn thiếu cái gì nữa? Nó còn thiếu một cái nền nữa đúng không? Cửa sổ e. Chúng ta sẽ có cái gì ạ? Tôi sẽ tìm về đúng một vị trí tí là tôi copy paste và tôi chỉ phải gửi cho các bạn thôi. Ví dụ Photoshop. Đâu rồi? Chúng ta sẽ có một cái file Photoshop. Chúng ta sẽ có một cái file. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bố cục, chúng ta sẽ có một cái đồ. Chúng ta sẽ tích vào đây, Ctrl C. Sau đó sang bên file download và tôi tích vào đây để tôi ấn Ctrl V để đủ bộ cho các bạn làm việc. Thì các bạn nhớ nha, vậy thì có phải là sau khi làm xong thầy có thể được quyền up lên trên Pinterest hay là up lên trên hồ sơ cá nhân của mình không? Làm hồ sơ cá nhân mà. Làm hồ sơ để xin việc mà. Tất nhiên giai đoạn 1 là giai đoạn cơ bản chỉ như này thôi. Còn sau này mà xịn sò hơn và bắt đầu là năng khiếu cao rồi thì tự làm nhiều cái bài nó khoai hơn. Thì bạn nhìn này, đây chính là ảnh tư liệu để làm thiết kế. Đây chính là nội dung của thiết kế do marketing đưa lại. Đây là file gốc để chúng ta làm xong để gửi cho khách hàng có thể chỉnh sửa được. Thứ ba nữa là chúng ta có background, có logo. Thì đây là đủ bộ của thiết kế. Vậy sau này các bạn sẽ phải tìm tư liệu với tương tự như này của thầy. Được không ạ? Nhìn nhá. Và tất nhiên chúng ta sẽ đi qua đây, chúng ta nhìn này trước này. Các bạn có nhìn từng sản phẩm không ạ? Hiểu cái này chưa? Nó có rất nhiều bố cục nhá, được chưa? Và bài hôm nay thầy đã dạy cho các bạn với chiêu thức đó là gì? Cách tạo ra một phiên bản thiết kế, đó là thiết kế banner cho website với phiên bản ảnh nằm trong khung. Thiết kế là bố cục có khung, nhớ nhá. Và file thiết kế thầy đã làm xong, nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể thử một vài cái cảm giác thay đổi bằng cách làm sao? Vàng này thì đối nghịch với gì ạ? Biết vàng đối nghịch với gì không? Trong thiết kế về inox của chúng ta có thể dùng màu tương phản như sau. Ví dụ layer của chúng ta đó là màu gì? Màu phủ là chính là màu này đúng không? Để màu đen được không ạ? Nhìn này, bỏ ra màu đen được không em? Nhìn màu đen chưa? Cũng được. Rồi tiếp theo, tôi không thích màu này, tôi có thể chọn một cái màu xanh cổ vịt được không? À, đây màu xanh cổ vịt cho các bạn. Nhìn này chưa? Màu xanh cổ vịt nhá. Rồi đổ màu nhá. Này, and đen. Các bạn có thấy màu chưa? Hiểu cách làm màu chưa? OK, không thích màu đấy có thể là chọn màu xanh dương được không ạ? Đổ màu nhá. OK, tím đấy nhà em thích tím nhá. Rồi OK, chúng ta sẽ chọn vào đây tím được chưa? Tím này được không ạ? Giữ phím an đen te, nhìn chưa? Đậm hơn một độ được không em? Hay đậm tí nữa nhá thì nó bớt hơn được không ạ? Xuống đây đổ màu này, trầm hơn này, thấy trầm hơn chưa? Hiểu cách làm việc chưa? OK. Và lúc này thầy đã làm xong một cái phiên bản cho các bạn lựa chọn, đó là về cách thiết kế và nên phương án bố cục. Miễn làm sao khi nhìn vào nhân vật chính chúng ta là ai. Thứ hai, sản phẩm chúng ta phải có. Thứ ba là chúng ta phải có nội dung. Và thứ tư là chúng ta phải có logo và background phù hợp. Hiểu cái này không ạ? OK, xếp lại. Và lúc này thì thầy sẽ đưa cho các bạn sang phiên bản đó là Zalo. Và các bạn dựa vào cái này và làm việc thiết kế cho thầy được.